We would like to trong đêm bán kết em cảm thấy reserve the center of the stage. Dạ, em nghĩ đây là for top three to take photos with their loved ones. Mình tự khoảnh khắc tuổi thanh xuân. Quý vị hãy dành lại những chiếc chung quanh sân khấu cho các bạn. Chúng mình cùng với người thân và gia đình. Chị thấy nãy chị thấy em khóc thì em khóc nơi đây dọn nước mắt của buồn hay là như nào? Sau một khoảng hành trình dài thì hôm nay là cái ngày mà kết thúc hành trình thì có nhiều, rất là nhiều kỷ niệm với bạn bè, kỷ niệm với cuộc thi đã mình từ khi bắt đầu cũng như mình cũng đã một thời gian rất là dài nên đây là những nước mắt của rất là nhiều cảm xúc và đặc biệt hôm nay có cả mẹ của mình đi xem nên là gặp mẹ thì mình không thể tránh khỏi là mình rơi nước mắt. Nhưng mà em có lý giải được cái nguyên nhân là vì sao mình lọc mình trượt cười không? Dạ. Dạ em thật sự ra em chỉ là thí sinh thì em cũng vẫn các bạn em là thí sinh em cũng vẫn là tôn trọng kết quả của ban giám khảo. Nhưng mà mình có tiếc nuối gì trong đêm chung kết không? Cảm chỉ để trước cái đoàn kết em rất là tỏa sáng ấy. Thật ra là trong đêm bán kết được mọi người công nhận đó là cái thành công lớn nhất của em và em vẫn sẽ tiếp tục những bước chân trên hành trình của mình không ngừng cống hiến và em sẽ bước trên sân khấu làm nghệ thuật cho đến khi nào em không còn hơi thở nữa thì thôi. Em rất yêu sân khấu nên cho dù có như thế nào thì em vẫn gắn bó với sân khấu mãi mãi. À, còn cái kết quả của Ngọc Châu Đăng Quang thì theo em thì có thuyết phục không hay như nào? Đối với em top 41 ai cũng xứng đáng là hoa hậu trong lòng của em bởi vì cùng em vượt qua tất cả những hành trình có những khó khăn có những vất vả cùng chia sẻ với nhau tất cả các bạn đều xứng đáng. Cái được lớn nhất của em sau cái cuộc thi này là như nào? Đó chính là tình yêu thương của khán giả và nhờ cuộc thi thì khán giả cũng đã thấy em được một góc nhìn mới và em muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quý vị khán giả đã yêu thương và ủng hộ em và hãy theo dõi em trong hành trình sắp tới. Dù là vương miện hoa hậu Hoàng Vũ không thuộc về em nhưng em cũng là một Vina Woman và em sẽ đội vương miện chính mình viết nên cuộc đời của mình bằng những trang nhiệt huyết riêng. À, thế thì sau cuộc thi này thì em có định rồi dự định tham dự một cuộc thi nhan sắc nào khác không? Lúc mà khi mà em nộp đơn thi cuộc thi này thì đối với em đã đầu tư cho cuộc thi này khoảng 2 năm. Thì đây là cuộc thi đầu tiên cũng là cuộc thi cuối cùng. Và em đã trải nghiệm thanh xuân của mình với Miss Junior và đây là khoảnh khắc mà em sẽ khó quên trong cuộc đời của mình. Xin cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Em có nghĩ sau cái vòng top 15 giới thiệu bằng tiếng Anh á, em có nghĩ là ban đầu lẽ ra mình chỉ nên trả lời bằng tiếng thôi hay không thôi? Em lúc đó em phản ứng của em như thế nào mà em lại lựa chọn trả lời song ngữ? Bởi vì hôm nay là một đêm có cả khán giả quốc tế vì thế nên là em muốn song ngữ để khán giả quốc tế có thể nghe được tiếng nói của em vì ngay cả bản thân em cũng không biết kết quả của mình sẽ thuộc về về vị trí nào nên là em sẽ cố sức bằng tất cả những gì em có thể. Khi mà biết mình xuất lọc vào top 10 á, cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Bởi vì sau đêm bán kết em rất là bùng nổ và được rất là nhiều khán giả kỳ vọng lọc vào top 3 của chương trình. Thật sự ra như em đã nói, đối với em 41 cô gái đây đều là hoa hậu trong lòng của em và khi em bước chân trên sân khấu đến chung kết là em đang trải nghiệm và tận hưởng khoảng thời gian của mình cho dù kết quả như thế nào thì em cũng rất là hạnh phúc. Nam em có nói một câu đó là Nam em rất mong muốn em lấy chiếc vương miện về có thể cùng đội. Giống như là cuộc thi này em không chỉ thi cho bản thân em mà em thi cho cả Nam em nữa. Thì em có sau đêm nay về thì hai chị em sẽ ôm nhau khóc hay là cùng buồn với nhau không? Em nghĩ rằng tất cả khán giả và mọi người đều nhìn thấy cả một hành trình cố gắng của em. Vì thế đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Tất cả mọi danh vọng hay tất cả mọi thứ đều cuối cùng cũng đích đến là lòng yêu thương của khán giả. Và hôm nay em đã đạt được điều này. Em muốn cảm ơn khán giả rất là nhiều. Và hãy theo dõi. Có thể em sẽ không thành công trong cuộc thi nhan sắc nhưng em có sẽ thành công trong những vai diễn sắp tới của mình trên phim điện ảnh hoặc phim truyền hình. Nên là mọi người hãy đón chờ và ủng hộ em thêm nhiều nha. Một cách nghiêm túc là cuộc thi này đã tốn mất bao nhiêu tài chính của em ạ? Và quá trình thi còn rất là lâu thì có vẻ là mình cũng phải hủy khá lịch trình để mà tập trung cho nó đúng không? Em có thể chia sẻ một chút về việc mình đã đầu tư nó như thế nào? Em nghĩ là một khi em đã đầu tư, em chơi hết mình thì em không có tiếc nên là em cũng không thể kể được số lượng ở đây. Nhưng mà em đã bước đến đây và hết mình và chảy hết sức mình nên em không hối hận.
Em thì em nhìn nhận kết quả top 3 năm nay như thế nào? Cũng dễ thương mà ai cũng xứng đáng, ai cũng có một câu chuyện riêng và truyền cảm hứng và bắt các bạn rất là giỏi, thật sự top 41 ở đây ai cũng rất là giỏi. Dạ. Nếu được chọn một người trong số top 41 được bước vào chung kết kiểu như là top 5 cộng 1 đi thì em nghĩ người đó sẽ là ai, là em hay là người nào? 5 cộng 1 em ước gì có thể cộng lên tất cả các bạn thí sinh còn lại. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn tất cả mọi người. Em vừa xuống chào với fan đó là giống như là một lời xin lỗi hay là sao? Thật sự là bán kết khi em bước ra được khán giả ủng hộ. Và đó cũng là cái đích đến và thành công của em tại cuộc thi này. Nên em muốn gửi một lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ em. Tại vì em mặc váy rồi đứng trên cao nhìn xuống nên là sợ là nó hở. Nên em không bị xuống đây à, em nhận hoa của mọi người ạ. Mẹ từ dưới tiền giang lên á. Con cảm ơn mẹ đã sinh thành ra con và cho con dung mạo như thế này, cho con trái tim để con biết yêu thương người và biết hành động vì người. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Cảm ơn chị. Chẳng hạn. Nhưng mà mình cũng như những bạn rồi.